Tập 6. Kẻ thù của tôi, chiến hữu của tôi. Cũng hơi quản thật đấy. Người ta bảo không sao nên cũng bớt lo nhỉ. Dân, 5 năm nữa vẫn sẽ phải làm việc trong đội trưởng này. Những việc như thế sẽ làm công việc vất vả hơn phải không? Cũng giống như bóng cao su thôi. Phải giữ sức đi. Làm trung đội trưởng thì sẽ gặp nhiều việc đặc biệt mà. Nên mới phải học. Phải dạy chứ. Hôm nay rèn thể lực chiến đấu nên tất cả phải tham gia đầy đủ. Mọi người lo lắng cho Hạ Sĩ An chứ. Dân, trung đội trưởng vừa mới báo với tôi. May là không có gì nghiêm trọng. Chỉ là bị viêm đại tràng do quá căng thẳng, nên đừng lo. Trong số các đồng chí, có ai bị táo bón hay hội chứng ruột kích thích không? Theo tôi biết thì mọi người đều ổn. Được. Mọi người phải ăn thật tốt, cho dễ tiêu. Thế thì mới trở thành người quân nhân khỏe mạnh được. Trung tá vô. Hạ Sĩ An bị chứng ruột kích thích sao? Vậy thì tức là không đi nặng được phải không ạ? Nếu bị hội chứng ruột kích thích vì căng thẳng nên là phân. À không, cái đó không tiêu quá được nên mới đau đó. Đúng vậy, các đồng chí phải tiêu quá cho tốt. Hết. Nghiêm. Trung thành. Trung thành. Vì là giờ rèn luyện thể lực nên hãy mặc đồ thể dục vào đi. Dân, phải căng thẳng đến mức nào mới không đi nặng được chứ? Không phải vốn dĩ stress là như vậy sao? Càng cố giấu thì lại càng đau khắp người. Tôi biết rồi, hãy đi thay đồ đi. Rõ. Này Seon. Dân, thay đồ rồi ra gặp tôi một lát. Dân. Đại úy Kim này. Cô cứ nói đi. Xin lỗi việc lần trước nhé. Sao cơ? Sao cơ? Tôi nói là tôi xin lỗi đại úy Kim ấy. Cô đang nói đến ngày nào cơ? Sao cơ? Đại úy Kim quá đáng quá đấy. Hôm đó tôi đã nói là không cố ý rồi mà. Hay là muốn tôi xin lỗi đây? Tôi không định nói đến hôm đó. Thôi đi. Con người ta khó nói lời xin lỗi lắm chứ bộ. Đúng là cuối cùng vẫn dòng do mấy chuyện đó sao? Đại úy cha. Vì đại úy cha đã bảo là xin lỗi tôi. Thôi bỏ đi. Tôi xin lỗi rất rõ ràng đấy nhé. Xin lỗi vì đã làm anh hiểu lầm. Anh tưởng tôi thoải mái lắm sao? Tôi cũng rất bối rối, căng thẳng. Rồi không ngủ được nữa. Dù sao thì là vậy đó. Ra là cảm thấy bức bối trong lòng. Lại còn bị stress nữa. Thôi đi nhá, để ý Kim. Bối rối nữa sao ạ? Đã bảo thôi đi mà. Dù sao thì không thể để bị bức bối và stress lần nữa mà. Ôi trời. Không, tôi làm sao phải xin lỗi chứ. Tôi lại nói điều thừa nữa rồi.
Cảm ơn chị đã xin lỗi trước. Tôi sẽ nhận lời xin lỗi đó với lòng biết ơn. Ừ, vậy đi. Này Seon-chung, giờ tính sao? Vẫn định trưng vẻ mặt câu có đó nữa hả? Muốn làm người khác khó chịu đến bao giờ? Hạ sĩ cũng bảo là không thích nhìn điệu bộ đùa cợt của tôi mà. Cái đấy là đùa vui thôi mà. Cái sự im lặng đấy không có hợp với cô đâu. Tôi cũng có cảm xúc chứ bộ. Tôi cần thời gian suy nghĩ. Không phải nghĩ. Đừng làm vậy. Đang tuổi dậy thì hay sao? Thế bây giờ hết thích trung đội trưởng rồi đúng không? Vẫn thích chứ ạ. Trái tim con người lạ lùng lắm. Dù có buồn và lạnh nhạt bao nhiêu, nhưng mà cái đó cũng không phải lỗi của trung đội trưởng. Chỉ là cứ thế đâm đầu rồi cứ thế chịu tổn thương, kiểu tự rung động. Giờ mình còn quá trẻ con. Đang viết lời bài hát hay sao? Thôi đi. Tới đây. Biết vấn đề mình đang mắc phải không? Chưa bắt đầu đã nghĩ đến chuyện kết thúc. Thế mới bực mình mà. Tôi cho phép. Chuyện gì ạ? Cứ làm điều mình thích đi. Dù có là tỏ tình hay là thích người ta đến phát điên, tôi vẫn sẽ giúp thôi. Hạ sĩ Mô à, với lại bao giờ hạ sĩ An xuất diện, hãy đề nghị thi đấu thật công bằng. Tôi mà cũng đấu được sao? Cô gái ấy là con gái nhà tài phiệt đấy. Vậy thì đã sao? Tính cách tốt, cười duyên, đáng yêu, ngây thơ, ngốc nghếch nữa. Đâu có tù kém hạ sĩ An đâu. Vậy sao? Đúng thế mà. Những người trong sáng là những người con gái tốt mà. Cánh đàn ông thích đó. Chẳng lẽ trung đội trưởng không phải đàn ông? À, kiểu hơi ngốc nghếch đấy hả? Kiểu vậy sao? Khó đấy. Chả khó gì hết. Cứ hành xử như bình thường thôi. Chơi công bằng nào. Đúng vậy đấy. Trước khi tôi xuất ngũ thì phải làm cho tốt vào đó. Rõ. Được rồi, đi thôi. Đi ăn thật nhiều để lấy sức chiến đấu nhé. Dân hạ sĩ Mô. Đi thôi. Gì vậy? Tôi định chuyển cái này đến cho hạ sĩ An. Đây là đồ mẹ cô ấy gửi đến. Chắc là bác gái lo lắng lắm. Đó là tấm lòng của cha mẹ mà. Gọi trung tá Ô đến chuyển giúp chứ. Giờ cô ấy đang đến rồi. Hôm nay có được không? Gì cơ? Đại úy có nói là muốn đãi rượu tôi mà. Hôm đấy là hứng lên thôi. Bây giờ thì hết hứng rồi. Hãy mở cái này đi. Cái này mới viết hôm nay sao? Anh đùa với tôi sao? Hôm nay hãy dùng đi. Coupon này ấy. Time is coming. Hey girls, 지금
Này, nhờ có tiểu đội trưởng tốt mà mấy đứa mới sống đấy. Ngừng làm phiền hạ sĩ An đi. Hành hạ người ta thế này mà, để người ta không tiêu được rồi phải đến bệnh viện vậy chứ. Hạ sĩ Dion, ở đây có nhiều việc phải làm lắm, nên hãy thôi nói mồm và đi cào đất đi. Trước này là con người phải đi nặng được đấy. Không biết hành hạ con bé đến thế nào nữa mà để nó không đi nặng được. Nhồi nhét người ta ăn rồi sai khiến người khác là quá đáng lắm, biết không? Chúng ta đâu còn ở thời xưa nữa. Đi đi, đi chỗ khác ngay. Hạ sĩ Dion, hãy ngừng nói xấu người khác và đi đi ạ. Cái con bé này, thứ binh nhất gì mà dám ăn nói với hạ sĩ như vậy? Trung sĩ mà nghe thấy thì chúng ta đều sẽ bị phạt thôi. Này, đây là tác phẩm của cô à? Sao lại vô đạo đức như thế chứ? Vừa hỗn xược, vừa không biết điều, cũng chẳng có đầu óc. Này, hạ sĩ An là tiền nhiệm của cô đó, sao lại dám hành xử với người tiền nhiệm như vậy? Đúng là đồ chẳng ra gì. Này, đã nói là đừng có động vào người của tôi, đừng có lảm nhảm người của tôi này nọ nữa, đừng có giả nai nữa. Hay hạ sĩ An không phải người của cô mà là của tôi? Đừng có mở mồm ra là người của tôi nữa. Muốn gì? Ôi sợ quá nhỉ. Nói đúng quá sao? Biến đi chỗ khác, đi xúc đất đi. Bao giờ hạ sĩ An đến, hãy tặng thuốc táo bón đi, để cho nó dễ tiêu. Đấy, thích làm gì thì làm, biến đi. Được thôi. Thứ sức sượt, đi thôi. Hạ sĩ Mô, tôi ổn, mấy thứ này chả là cái gì hết. Cãi nhau với cô ta phát chán rồi, chắc phải đánh nhau một trận quá. Để tôi dạy vài tiệc chiêu nhé. Không, không đâu. Trung đội trưởng, cô ổn chứ? Tôi ổn rồi ạ. Ngày mai phải chuẩn bị huấn luyện mà. Mọi người cũng vì tôi mà phải đi gác đêm nhiều hơn. Tôi sẽ xuất viện. Đừng gắng sức nữa. Đợt huấn luyện này nếu mệt quá thì đừng tham gia. Việc tạo quan hệ với mọi người cũng giống như việc học vậy, chẳng dễ dàng gì. Học vấn dễ hơn chứ ạ. Quan hệ với mọi người dù khó nhưng tôi sẽ không tránh như hồi trước nữa đâu. Tôi cũng phải huấn luyện cùng họ mà, nên tôi sẽ đối diện với họ. Được rồi, cô là anh chưa quên cơ mà, là quân nhân phục vụ cho Đại Hàn Dân Quốc, nên cô sẽ đường đường chính chính tham gia huấn luyện phải chứ? Cảm ơn Trung đội trưởng. Nhìn cô vào quân đội thế này mới thấy được niềm mong muốn cháy bỏng của cô. Ôi thật là có tin đồn đó đấy. Vậy mà họ cũng nghĩ ra được, thật quá vô lý. Vậy mới nói Trung đội trưởng cũng chẳng phải gu của tôi. Phải chứ, tôi cũng vậy. Nhưng mà vị Trung đội trưởng để mặc tôi như thế, xin lỗi nhé. Nào,
trong lúc phải nằm truyền nước. Hãy đọc cái này đi. À, quyển sách này, nhớ chứ? Vui quá. Là quyển Bono Bono. Hãy đọc chương Can đảm nhận lấy sự ghét bỏ đi. Sẽ có ích cho cô đó. Vâng. Nhưng mà anh đã tìm thấy người con gái mà anh chỉ nhớ bóng lưng đó chưa? Đây rồi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Chị ơi, sách này chỉ còn một quyển thôi ạ. À, Bono Bono ấy ạ. Hai ngày nữa mới nhập về đến nơi cơ. Nhà kho cũng không còn quyển nào ạ. Vâng, tôi hiểu rồi. Bạn cứ mua trước đi. Không đâu, đằng ấy đọc đi. Dù sao thì cô cũng cầm trước mà. Nhưng thật ra tôi là người đến trước mà. Nếu bị rơi vào thế cô lập, phải xử lý thế nào cho sáng suốt đây? Hãy nói thử xem, Hạ Sĩ Mô. Nếu gặp tình huống đó vào lúc trời tối, đừng bỏ chạy khỏi chỗ gặp nạn, mà phải chờ đến khi trời sáng. Câu trả lời rất chính xác. Nếu gặp phải trường hợp như vậy, đầu tiên là phải nhanh chóng tạo một chỗ để duy trì nhiệt độ cơ thể. Sau khi đã kiểm tra địa hình thì nằm chờ là phương pháp sáng suốt nhất. Để được như vậy thì phương pháp là gì đây? Bình Nhất Sư Ôn. Thì là những người trong sáng như cô là những người con gái tốt, nên dễ thu hút cánh đàn ông ấy. Chẳng lẽ đệ Yếu Kim không phải đàn ông sao? À, kiểu ngốc nghếch, thú dữ, bắt đầu từ sự đe dọa của rắn độc. À không phải, vì là núi mà, nên là sẽ tiếng giọng khi hét ấy. Có ai không? Tôi ở đây. Tôi sẽ hét to lên như thế. Dù sao cái đấy cũng tính là một cách. Dù Bono Bono là người cẩn thận nhất thiên hạ, lo lắng về mọi việc, nhưng chẳng bao giờ lo lắng sẽ bị mọi người ghét bỏ. Hãy sống như Bono Bono. Ai quý mình thì họ sẽ vẫn quý mình. Ai ghét thì mặc họ ghét. Sống như vậy thoải mái biết bao nhiêu. Sống lại rồi hả? Còn đang đọc sách nữa. Ngồi xuống đi. Tôi xin lỗi. Sách gì vậy? Trung đội trưởng Một bảo tôi đọc cái này ạ. Vậy sao? Đại úy Kim nói là cô vẫn tham gia buổi huấn luyện sinh tồn. Vâng, nhất định tôi sẽ hoàn thành. Huấn luyện có thể làm bệnh nặng hơn đó. Vậy mà cô vẫn muốn làm sao? Vâng. Tốt rồi. Vậy thì phải mang thuốc đầy đủ. Lúc huấn luyện mà tránh mặt người cùng trung đội là sẽ vất vả lắm đó. Nên đừng để mình bị cô lập nhé. Tôi hiểu rồi, thưa đại úy cha. Cảm ơn cô. Cố gắng để không phải đi truyền nước nữa nhé. Tôi hiểu rồi ạ. Trung thành. Nghỉ ngơi đi. Đẹp dễ sợ luôn. Mấy người nhà giàu chỉ ăn những thứ đẹp thế này thôi hả? Hạ sĩ, hãy thôi ngắm nó mà hãy thử ăn một chút. Đẹp thế này mà ăn thì tiếc quá. Sắp đến giờ tắt đèn rồi hạ sĩ. Mẹ ơi, nó kiểu tan chảy trong miệng luôn ấy. Ăn đi, ăn đi.
Này, con bé này chưa ăn tối sao? Tôi ăn rồi ạ. Chồng bẩn thỉu quá, sao người ta dám ăn nữa? Tôi xin lỗi, tôi sẽ không ăn nữa. Tôi không muốn nhìn đâu. Ôi trời ơi. Đại úy đang ở đâu? Trả lời sau giờ nhỉ? Tôi vẫn còn việc phải làm nên vẫn ở trong đơn vị. Có chuyện gì vậy đại úy Kim? Nghĩ lại thì mai là ngày huấn luyện sinh tồn rồi, nên hết đợt huấn luyện rồi tôi sẽ dùng coupon. Đại úy cha, hãy đi nghỉ ngơi đi. Trung thành. Đại úy Kim cũng vậy. Mai gặp lại. Huấn luyện sinh tồn ngày 1. Hạ sĩ Choi, tiếng gì vậy? Hạ sĩ An, tiếng gì đây? Binh nhì chung, bảo nó ăn hết đi. Chờ hết giờ mồm đi. Phải bồi lèm nhèm như này à? Bồi cẩn thận là được. Nào kiểm tra đi mấy đứa. Được chưa? Còn chỗ kia chưa bôi kìa. Giúp tôi với. Làm đẹp vào đây. Tôi sẽ làm cẩn thận. Xong rồi. Đẹp chưa? Đẹp lắm rồi. Xuất phát nào. Dân. Nhét tuyết vào mắt đi. Xuất ngủ là không được nhìn những cảnh này đâu đó. Làm sao mà nhét tuyết vào mắt được chứ? Ý là lưu giữ trong lòng ấy. Nếu chụp được cảnh này thì tốt biết bao. Hạ sĩ Mô cũng lưu giữ những hình ảnh này đi. Tôi biết chứ. Nhưng mà công nhận đẹp thật đấy. NCO nhà tôi cũng thích tuyết lắm. Lại nhắc đến NCO là tôi lại nhớ bố mẹ. Còn tôi thì nhớ Danim. Huấn luyện sinh tồn ngày 3. Tiểu đội huấn luyện đã trở về căn cứ. May quá. Cô ổn chứ? Dù là suy nghĩ cho cấp dưới là tốt, nhưng cũng suy nghĩ trước sau nữa. Cô đang bị thẳng tính quá. Yêu đương có thẳng tính như vậy không? Lúc này mà cũng nói chuyện đó được hả?
Chỗ này bị sưng to đấy. Có cần phải cường điệu như vậy không chứ? Cái này là tôi nói thật đó. Trong sách cũng nói vậy mà. Hãy làm theo tôi đi. Tôi vẫn đi được mà. Tôi đang mệt quá nên không được đâu. Giờ là vừa tròn 4 tiếng ở đây phải không? Đúng rồi. Nhưng mà sao lại cứ tiến gần lại vậy? Tôi lạnh quá. Lạnh quá đi. Vậy thì cứ lại đây. Cảm ơn. Không thở nổi mất. Gì cơ? Ở đây mà cũng ngủ được sao? Nhưng mà tôi buồn ngủ quá. Ngủ cũng đâu có sao. Đây đâu phải kỳ huấn luyện của tôi. Thôi biết rồi, cô cứ ngủ đi. Tôi sẽ canh gác cho. Thật sao? Cảm ơn đại úy Kim. Vậy thì tôi sẽ tin tưởng đại úy Kim và đi ngủ một tiếng thôi. Đẩy cha. Đẩy cha. Tỉnh dậy đi. Đẩy cha. Đẩy cha. Cha xong chưa? Đợi thêm một chút nữa. Cho tôi xuống. Sắp đến nơi rồi. Cố chút nữa. Cho tôi xuống. Cố chút nữa thôi. Đã bảo là cho tôi xuống mà. Gì cơ? Cha xong chua á? Gọi hai lần không dậy là thành ngang hàng nhau hả? Gọi mãi không tỉnh nên tôi tưởng cô làm sao. Tai tôi vẫn lành lặn mà. Vừa rồi trên trán cô rất nóng đó. Nóng hả? Tôi đã uống thuốc cảm rồi mà. Đi chứ. Cô đi được chứ? Cô ổn chứ? Đại úy đang viết báo cáo huấn luyện sao? Đừng quan tâm. Cô gõ mầm thế thì sao tôi lại không để ý được chứ? Trường hợp này thì sao không ngồi yên một chỗ đi? Làm thế này là được nè. Được rồi, cảm ơn. Cái này nữa. Đã bảo là được rồi mà. Nào, làm như này nè. Gọn gàng hơn đúng chưa? Nhưng rồi sao? Tôi dạy cho cô nhé. Để tôi dạy cho cô. Dạy đi. Dạy. Tôi lại không nghe lệnh đại úy rồi. Giờ nếu đại úy cha ra lệnh thì tôi sẽ làm theo.
Nào, ở đây. Ở đây. Ấn cái này nữa. Cô làm thử xem. Làm thế này. Đây đây. Làm như này. Rồi nhấn cái này. Không phải cái đó. Đây này. Thấy chưa? Thế nào? Dễ đúng không? Suýt thì nổ tim luôn. Bình tĩnh nào, Kim So Hyun. Mười hai giờ ngày mai tôi sẽ dùng coupon. Gặp nhau ở nhà xe nhé. Chị blogger, em hẹn hò rồi. Cảm ơn chị. Cuối tuần này chúng em sẽ đi xem phim. Hãy hướng dẫn em trang điểm. Dạo này người ta cũng giỏi hẹn hò ghê. Thích ghê. Bạn Finger Food, mình sẽ đính kèm ở đây. Mình sẽ đính kèm ở đây, nên bạn xem đi nhé. Chúc mừng nhé. Phải ngừng cái việc này lại thôi. Mới đó đã 2 năm rồi. Đại úy cha, tôi sẽ dùng coupon đấy. Sao? Không được đâu. Không. Đại úy Kim, tôi không làm đâu. Xin chào. Xin chào quý khách. Người này. À dân, mời chị đi hướng này. Chính là cô gái đó. Đây là đại úy cha sao? Nhìn này. Đại úy cha đấy. Cái này không gọi là định mệnh được, mà phải là kỳ tích. Càng tiếp xúc càng thấy có trách nhiệm, nghĩa lý.
dù hơi không có tình người cho lắm, nhưng mà xinh đẹp, dễ thương thế này.